trong tâm linh của người Việt, tháng cô hồn được xem là tháng xui xẻo, mọi sự khó thành, tai ương rình rập. Gần như mọi người, mọi nhà đều có tâm thế chuẩn bị để vượt qua tháng 7 âm lịch đầy ma quỷ. Người dân truyền tai nhau những điều cấm kỵ trong tháng cô hồn và coi đó là nét văn hóa tâm linh cần phải thực hiện, dần trở thành phong tục riêng. Những kiêng kỵ trong tháng cô hồn xuất phát từ tâm lý có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành của người Việt. Tuy nhiên, có những người vì cuồng tín, có những người lợi dụng những kiêng kỵ ấy để biến tướng thành những điều mê tín dị đoan, ảnh hưởng đến bản thân, xã hội và làm xấu đi nét văn hóa trong sinh hoạt cộng đồng. Trong tháng cô hồn, người ta thường kiêng làm những việc như mua xe, cưới gả, xây nhà, nhập trạch, khai trường, không cắm đũa giữa bát cơm, kiêng ra đường vào ban đêm, nhất là trẻ con, không kêu réo tên nhau vào ban đêm, tránh chụp ảnh và soi gương về đêm, kiêng bơi ngoài sông, suối, ao, hồ, ngoài biển, kiêng cắt tóc, không nhặt tiền rơi và rất nhiều điều kiêng kỵ khác. Những kiêng kỵ trong tháng cô hồn xuất phát từ tâm lý có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành của người Việt. Tuy nhiên, có những người vì cuồng tín, có những người lợi dụng những kiêng kỵ ấy để biến tướng thành những điều mê tín, dị đoan, ảnh hưởng đến bản thân, xã hội và làm xấu đi nét văn hóa trong sinh hoạt cộng đồng. Theo sử sách Trung Hoa, tháng 7 là tháng Thân, tháng thượng đắc thiên thời, hạ đắc địa lợi. Vương đế cổ đại khi qua đời thường lui lại đến tháng 7 mới cho an táng. Vào thời nhà Minh, quân sư Lưu Bá Ôn đã hiến kế cho hoàng đế Trung Nguyên Chương, cho người loan truyền mê tín trong dân rằng tháng 7 là tháng không tốt, là tháng của cõi âm để lừa dân, vì triều đình không muốn dân chúng được hưởng may mắn cùng hoàng tộc trong tháng 7. Và cho đến thời điểm hiện tại, chưa có một tài liệu chính thống hay nghiên cứu khoa học nào chứng minh tháng 7 là tháng xui rủi. Theo quan niệm của các nhà khoa học, tháng 7 hoàn toàn khác với những lời đồn đại. Tại sao tháng 7? Người ta ít cái việc khởi công những công trình lớn. Bởi vì thực ra mà nói về cái thời tiết của chúng ta, trong tháng 7 là thời tiết mưa gió thất thường, đang làm một cái thì lại mưa đổ ào ào. Thế là cho nên người ta không hay làm những công trình lớn, kiên cố vào tháng 7 vì chất lượng cũng sẽ kém đi. Mua cái gì vào tháng 7 thì người ta cũng cho rằng là cái tháng mã, cho nên đồ nó cũng không có tốt. Như vậy từ cái chỗ mà khi làm cho đến cái tư duy và cái tập quán, cho nên là tự nhiên tháng 7 nó bị gán nhiều những cái mà người ta gọi là té nước theo mưa, người ta gán vào đấy, nó cũng nhiều cái bị oan. Ví dụ như là cũng có những công việc mà đáng ra rằng tháng 7 thì trong tháng 7 làm cũng rất là tốt. Nhưng mà vì mang tiếng là tháng 7, cho nên kể cả đương nhiên là được cưới xin, người ta cũng không cưới xin vào tháng 7. Vì người ta có cái tích là vợ chồng ngâu, là ngưu lang trước nữ thì một năm mới được gặp nhau một lần, tức là họ sợ khi rớp. Dưới góc độ Phật giáo, tháng 7 không phải là tháng cô hồn. Tháng 7 và đặc biệt ngày rằm tháng 7 là ngày tăng tự tứ, ngày mà chư tăng thêm tuổi hạ, ngày Phật hoan hỷ, ngày xá tội vong nhân và lễ Vu Lan báo hiếu. Tháng 7 thì với người Việt nó mang hai cái giá trị. Giá trị thứ nhất là cởi trói và cứu đi những cái người vong nhân bị đọa đày. Thứ hai nữa là cái lễ này để tưởng nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ. Đối với đời sống của người Việt Nam hiện đại thì một cái xã hội cởi mở và người ta thấy rằng là người ta đang có nhu cầu về vật chất, thành ra cái truyền thống gia đình, những cái sự gắn kết trong các thành viên trong gia đình nó có cái sự bắt đầu là suy giảm. Nên thành ra chúng ta thấy rằng là trong thời gian gần đây cái chữ hiếu nó không được coi trọng. Người ta cứ nghĩ rằng là có thể tìm ra được nhiều tiền, làm ra được nhiều cái tài sản để cung phụng cho cha mẹ, đó là một cách báo hiếu và nó sẽ đem lại cái giá trị hạnh phúc. Tuy nhiên dưới góc độ của Phật giáo như thế chưa hẳn là hiếu thảo và chưa hẳn là đem lại hạnh phúc.
vì tiền không thể mua được tất cả. Đôi lúc cha mẹ chỉ cần cái sự chăm nom, sự hỏi thăm, sự thăm viếng, hay là cần những cái tình yêu thương chân thành, nó vẫn cao hơn. Và chính vì lẽ đó nên thành ra chúng ta thấy rằng mặc dù xã hội phát triển, nhưng mà cái tinh thần hiếu đạo, cái xã hội dù có phát triển cỡ nào thì cái tinh thần hiếu đạo, cái sự nhớ dưỡng, công ơn dưỡng dục của những người đi trước vẫn là quan trọng. Niềm tin tâm linh hiện hữu ở tất cả mọi người. Niềm tin ấy nhiều hay ít còn tùy thuộc vào tính chất tâm lý, lối nhận thức của từng người, từng dân tộc. Song chung quy đều xuất phát từ khát vọng mong muốn của con người với niềm hy vọng mình luôn gặp may mắn. Bởi vậy mà Đạo Phật khuyên rằng, ngày nào cũng là ngày tốt, tháng nào cũng là tháng tốt, và không có ngày tháng nào xấu. Trong mỗi người bao giờ cũng có những phước đức. Nếu có tâm, tích phước thì ma quỷ cũng phải sợ. Do đó, thay vì làm những điều kiêng kỵ không có cơ sở, sa đà vào các thủ tục mê tín dị đoan, chúng ta không nên hoang phí đốt vàng mã, bày biện mâm cao cỗ đầy, mà hướng tới những điều thiện, báo hiếu cha mẹ, tỏ lòng thành kính với ông bà, tổ tiên, đặc biệt.